cũng lên, cũng mặt dày lên nhà ăn cơm. Người ta chuẩn bị dọn cơm là bắt đầu có mặt. Dạ, tính ra là ngày nào cũng ăn ké luôn. Mẹ em thì thấy anh này ngay từ đầu là cũng ưng, tại vì thấy là hiền, chưa có thằng nào mà được về ăn cơm như vậy hết. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời ơi, xinh quá. Anh đoán nghe, chắc là cặp vợ chồng này đến từ xứ sở của hoa, đúng không? Nhìn bông là đoán là có thể là đến từ Đà Lạt. Vợ chồng em đến từ Đà Lạt đúng không? Dạ vâng, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận ạ. Em là Bùi Thị Tâm, năm nay 28 tuổi, em đến từ Khánh Hòa. Người ta mặc áo bông đâu có nhất thiết ta phải tới từ Đà Lạt, đúng không? Thì mình ở Khánh Hòa mình cũng xài bông được, đúng không em? Nhưng mà xứ sở hoa là ở Đà Lạt, không sao cả. Khánh Hòa với Lâm Đồng nó cũng gần nhau. Rồi, mời em. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào khán giả. Em là Hồ Phúc Hải, em cũng đến từ Khánh Hòa. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 32 tuổi. Bây giờ tụi em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại là em đang là giám đốc của công ty mỹ phẩm. Và ở Khánh Hòa là em xây cái nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn đầu tiên luôn. Lúc trước là em làm giáo viên ấy chị. À vậy hả, nhưng mà mỹ phẩm là về cái tất cả mọi thứ luôn. Dạ, tất cả mọi thứ. Còn em là bây giờ là công việc của em là... Dạ, công việc em thì làm thuê cho ảnh ạ. Thuê cho ảnh mà tiền em giữ đúng không? Dạ. Nhưng mà ngày trước chị là giáo viên hả Cưng? Dạ vâng. Chắc có lẽ lúc mà hai đứa gặp nhau là lúc đang còn là giáo viên. Dạ đúng rồi, ngày trước thì hai vợ chồng em là giáo viên mà dạy cùng một trường luôn ạ. Giáo viên mà dạy cấp mấy? Bọn em dạy là cấp 1 ạ. Em thì dạy chủ nhiệm, anh Hải thì anh phụ trách môn thể dục và cũng có dạy lớp em luôn. Dạ vâng. Thì em về trường sau anh ấy là 5 năm. Thì mới đầu gặp em không có một chút ấn tượng gì hết. Vì thứ nhất là hồi đó anh ấy gầy lắm. Lúc mà cưới em thì anh ấy có 56kg thôi, mà bây giờ là 70kg rồi. Dạ, em nuôi khéo vừa gầy này vừa đen này thì nhìn không có thiện cảm ngay từ đầu. Đen hơn bây giờ không? Bây giờ có nhã đen chưa? Dạ bây giờ vẫn đen, mặc dù là sản xuất mỹ phẩm nhưng mà đại lý sản của em mỹ... mỗi lần gặp là bảo là sếp nhà mình là phải nói là cực kỳ đen luôn. Sản xuất mỹ phẩm mà da đen quá. Dạ vâng. Em thì sao Hải, lần đầu tiên em gặp cô gái này thì là em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ lần đầu gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm à. Sau khi một thời gian là có tìm hiểu vì thấy cô này rất là siêng, phong trào hay là cái chương trình gì của nhà trường dù khó mấy cũng làm rất là tốt. Rồi em để ý. Như vậy thì hai vợ chồng dạy chung cái trường đó trong bao nhiêu năm? Nếu như dạy chung thì khoảng hơn một năm, còn hai năm á chị. Gần hai năm. Dạ. Thì là trong cái thời gian đó là đã yêu nhau cái thời điểm đó chưa? Bao nhiêu lâu thì yêu em nhau? Em nhớ ngày về trường đầu tiên là ngày 13 tháng 10 năm 2013. Và tới tháng 4 2014 là tụi em đã cưới rồi. Trong vòng là một năm. Hơn 6 tháng thôi ạ. Nhưng mà trong 3 tháng đầu thì không có ấn tượng gì hết. Chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi, thậm chí ban đầu em còn hơi ghét một chút. Em nhớ có một kỷ niệm là nhà trường cho một cái công việc mà các giáo viên trong trường đều phải làm. Nhưng mà công việc đó thì em thì là một đứa là em giỏi vấn đề khác, nhưng mà riêng máy tính thì em rất là dở. Cho nên là lúc đó là em cần là một người giỏi máy tính để làm giúp em cái chuyện đó. Thì em phải nhờ anh này. Dạ lúc đó em cũng hơi dạn một chút là em vào tận phòng luôn. Anh ấy là ở kiểu như ký túc xá cho giáo viên vậy đó. Mà phòng chỉ có một mình thôi. Dạ em mặt dày luôn, tại vì bây giờ không ai giúp ấy. Thì em mặt dày em vào, em nhờ anh ấy thì được cái là giỏi máy tính, giỏi tính toán nên là vào làm giúp em. Thế là từ ngày hôm đó thì em hơi có cảm tình một chút, tại thấy là thôi thì người cũng giỏi. Từ lúc đó là mình cảm thấy là có thiện cảm hơn. Nhưng mà hôm em thấy vợ em đi vào phòng, dạ, mà em hết hồn không? Không thấy, em lúc đó là em đi chợ về. Xong rồi thấy, ủa chứ cô nào ngồi đây? Xong rồi em hỏi ai đây, tại hồi đó cũng không để ý, cũng không biết. Xong rồi mới em làm, anh làm giùm cho em cái này thì lúc đó là em làm, nói cái đây thì anh làm được. Hôm sau xong việc là rủ đi cà phê. Rồi, rủ là ai rủ? Cô rủ không? Em rủ, em nhắn tin em rủ. Nhưng mà địa điểm thì cô vợ em sẽ có. Mâu thuẫn quá vậy. Em không có cái cảm xúc gì với người ta. Không, lúc đó mà đáng lý ra em làm giùm thì người ta phải đền ơn đáp nghĩa em, người ta phải rủ em. Mắc mới vậy em phải rủ người ta. Tại vì lúc đó là em cũng... Hay là muốn gài cổ rồi mà cổ trả tiền. Thấy cũng đợi. Bao mình. Đằng nào thì cô này cũng gọi là đền ơn mình mà. Mình thôi mình sẵn dịp này mình mời đi cà phê luôn để có gì mình tìm hiểu.
Ở khoảng nửa tháng sau là ngày nào chiều nào cũng canh cái giờ nhà em ăn cơm á, chiều nào cũng lên, cũng mặt dày lên nhà ăn cơm, cứ chờ giờ buổi chiều người ta chuẩn bị dọn cơm là bắt đầu có mặt ngoài rồi. Tại vì chiều đó là em mới dậy xong, chiều đó em mới đúng xong. Giờ đó không, không lẽ bây giờ mình không mời ăn cơm chiều đó nên là cuối cùng mình cũng phải mời ăn cơm. Em tan ca tan cái hết giờ làm của em là 5:30 thì lúc đó tắm rửa rồi xong rồi thì nhớ mình lên thôi chứ cũng chứ không phải là lên để mà không có nghĩ là dạ tính ra là ngày nào cũng ăn ké luôn từ đợt đó là cả tháng trời. Mẹ em thì thấy anh này ngay từ đầu là cũng ưng tại vì thấy là hiền. Mẹ bảo là thấy thằng này nó hiền nên là cũng cho ăn cơm chứ còn chưa có thằng nào mà được về ăn cơm như vậy. Con cơm xong rồi có mặt mẹ với cụ hai người lớn ở nhà là em xin phép cho em làm quen mà không hỏi qua ý kiến của em không biết gì luôn. Chủ động tự ý luôn. Mà xong rồi mẹ em cũng chẳng thèm hỏi ý kiến, em cũng đồng ý luôn. Đồng ý luôn. Nhưng mà cái lúc đó là cái mối quan hệ của em như thế nào? Là đi chơi với nhau rồi đã có nắm tay rồi nó có những cái cử chỉ gì âu yếm không? Cho đến khi mà tụi em làm đám hỏi trước đám cưới một tháng là tháng ngày 8 tháng 3 là tụi em chỉ mới nắm tay thôi. Trời. Dạ do em nhát ha, chứ gặp người khác là xong hàng rồi đó. Xong hàng. Mà thực ra em chưa định lấy đâu nhưng mà mẹ bảo thôi ngày nào nó cũng lên như vậy thôi cưới đi chứ ngày nào nó cũng lên hết. Ăn cơm ké hoài. Luôn mấy tháng trời ngày nào cũng lên, không một ngày nào không lên cả. Chị đứng muốn hỏi lý do tại sao mà em lại chuyển sang kinh doanh mà dạ em không tiếp tục làm giáo viên. Là vì thực sự là lúc mà hai vợ chồng mới cưới xong là em có em bé luôn. Thì lúc đó mình áp lực về cái vấn đề tiền bạc với là lúc đó là phát mẹ em là câu chuyện buồn là mẹ em phát hiện bị ung thư giai đoạn 2 á. Thì thực sự là áp lực tại vì nhà em là chỉ có 3 chị em gái thôi. Lúc đó mình mong muốn kiếm tiền. Thứ nhất là lo cho con mình, thứ hai là lo cho mẹ mình nữa vì bố em đã mất rồi. Nên là lúc đó là em quyết định là kinh doanh online mà cách đây 6 năm á. Thì cái thời điểm đó là kinh doanh online đang phải nói là cũng bị kỳ thị. Thứ nhất là ở vùng quê thì hay bị kỳ thị thì em vượt qua tất cả để em làm. Thì lúc đó là em nhớ rằng là hai vợ chồng em có một cặp nhẫn cưới á, tụi em quyết định bán nó đi để mà bán hàng ấy. Thì nhập một đơn hàng đầu tiên về là em nhớ là 2,2 triệu. Thì may mắn là em cũng coi như là cũng lanh một có chút gian á, có gian, dạ, có gian buôn bán. Thì bán trong vòng một tháng là hết cái số tiền đã thu được vốn về. Nhưng mà cái lúc đó là em vừa đi dạy vừa kinh doanh online luôn hay sao? Dạ vâng, em làm cả hai luôn. Lúc đó thực sự là rất áp lực. Trong khoảng thời gian là mình đi dạy á thì mình cũng đã làm rất là tốt cái công việc của mình và khi mà em nghỉ dạy thì các thầy cô cũng rất là tiếc. Nhưng mà thực sự cái thời điểm mà em bỏ thì em đã xây dựng công ty lớn rồi. Dạ, nên là em có hàng nghìn đại lý trên toàn quốc rồi nên là không thể nào mình làm cả hai nữa, mình phải chọn một trong hai. Nhưng mà trong bao lâu thì em có cả một cái chuỗi dạ em chuỗi làm hàng. Trong vòng gần 6 năm ạ. Bây giờ thì là còn dữ hơn nữa đúng không? Dạ vâng, bây giờ thì vẫn nằm tầm khoảng 10.000 đại lý thôi ạ. Dạ. Có 10.000 thôi, không có nhiều. Rồi sau này là hai vợ chồng em là thành lập công ty luôn. Dạ vâng, anh ấy là giám đốc, còn em thì giờ làm thuê thôi. Công ty cách em thành lập công ty được bao nhiêu năm rồi? Dạ, 4 năm, hơn 4 năm rồi. 4 năm, thôi dạ, chúc mừng em, hai vợ chồng dạ, em. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Mà em thấy em cũng may mắn vì lấy vợ được 6 năm là lời được hai đứa con. Một cái đó là lời nhất đó, dạ. Đúng không? Hai thằng trai với một cái nhà máy mỹ phẩm. Rồi bây giờ các em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em tháng 4 năm tới đây là tụi em tròn 6 năm ạ. Vậy trong 6 năm như vậy là đã hiểu nhau hết rồi phải không? Dạ vâng. Rồi nhưng mà có cái tật xấu gì nó vẫn còn cho tới bây giờ không? Tật xấu của anh thì nhiều lắm. Cái mà em thấy lật mặt nhanh nhất là lúc mà lên nhà em á, như em kể với chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận nghe lúc nãy là chiều nào cũng lên mà nhà em thì cũng đâu có gì ăn ngon đâu. Lên là bà ngoại em mời ăn thì anh bảo cái gì con cũng ăn được các ngoại. Mà đến lúc lấy về rồi là cái gì cũng chê. Ví dụ nấu không ngon, bây giờ cũng thế, nấu không ngon là anh ấy không ăn. Ví dụ anh ấy không chê thì anh ấy ăn ít. Không có như lúc đầu là cái gì con cũng ăn trở được. Trở mặt liền đúng không? Dạ trở vâng, mặt liền. Trở mặt nhanh kinh khủng luôn. Tiếp theo nữa. Có tật xấu gì nữa? Tiếp theo là rất cộc tính. Mỗi lần mà gây lộn lên là có
những cái hành động gì nó có dạ, có biển nó có đập bàn đập ghế dạ vâng, nhưng mà hai vợ chồng đều như thế cả, tại vì trong công việc kinh doanh bây giờ công việc quá nhiều á, nhiều khi mình áp lực á là cả hai vợ chồng cãi nhau. Mà anh ấy có một tật là em thấy thì vợ chồng người ta chồng hay nhường vợ, mà anh ấy là đến phút chót mà khi nào mà em khóc lên hoặc là em làm cái gì đó phản ứng mạnh lên rồi anh mới chịu thua, còn bình thường là cứ 1-9, 1-10 luôn. Ừ, thắng dạ. Cho bằng được thì cãi tay đôi, thắng cãi tay đôi luôn dạ. Còn tật xấu gì nữa không? Còn tật xấu nữa là đi ra ngoài rất là luộm thuộm lôi thôi. Cái này thì em phải nhắc ngay trên này luôn, bởi vì là em bị một lần rất là xấu hổ. Em đang ngồi bấm điện thoại thì một em đại lý gửi một cái video với lại ảnh qua, bảo chị ơi, sếp nhà mình đi ở ngoài đường em chụp hình được này. Vì mặc cái quần cọc, một đôi dép lê rồi là một cái áo thun đi nhìn buồn cười lắm. Mà bản thân mình là giám đốc thì mình đi ra ngoài mà đại lý mình rất là nhiều. Nhiều khi mình ngồi cà phê hoặc làm gì đâu đó thì đại lý mình cũng thấy ấy. Thì em đã dặn bao nhiêu lần rồi là anh đi ra. Anh đã bị bắt và đã bị chụp lên dạ. Rồi. Chắc em áp lực đúng không? Tại vì đi đâu cũng gặp đại lý chứ. Em bữa đó là em có mặc quần sọt, có áo của công ty logo mà không, thì nghĩ là đi chợ thôi, cho vợ thôi thì cũng đâu có... Ai ngờ bị hả? Ai ngờ. Bị báo lén, đúng không? Rồi còn thật xấu gì nữa không em? Trước là có hút thuốc, còn... là có nhậu. Hai cái này là hai cái mà em không thích. Nhưng mà nhậu thì bây giờ làm giám đốc rồi nên là gặp đối tác thì vẫn phải nhậu. Em cũng chia sẻ luôn là mỗi lần nhậu về là phải quỳ 30 phút. Tại vì ngày xưa đã hứa thì cứ thứ hết mà làm thôi. Dạ. Còn hút thuốc thì không biết có giấu em không, nhưng mà thực sự là em không phát hiện được. Cứ đi nhậu về là phải quỳ 30 phút. Dạ vâng. Mà quỳ dưới đất hay là quỳ trên nệm? Dạ dưới đất chứ ạ. Thế giờ vẫn còn luôn. Nhưng mà quỳ được có 5 phút là xin lên à. Con nó gõ cửa, mắc cỡ. Sợ con thấy. Mà em mong muốn thay đổi chồng em cái điều gì nhất? Em muốn thay đổi nhất là đừng có cộc tính với em nữa. Với lại vợ mua cho nhiều đồ đẹp thì chịu khó mặc một chút giùm em là được rồi. Rồi phải ăn diện lên một chút. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tới tới em đó. Bây giờ tật xấu của cô ấy là gì? Tật xấu thì cái nhất là quá tập trung vào công việc, không có lúc nào dành cho gia đình, với không có thời gian để mà ăn uống này kia, đỡ càng ngày càng ốm đi. Em rất là lo, nhưng mà để mua đồ ăn hoặc là thậm chí bưng tới tận giường, thậm chí đút cho ăn luôn mà không chịu ăn. Cái đó em ăn không nổi, ăn không có được, lười ăn thôi em. Dạ em lười ăn thôi ạ. Cái thứ hai nữa là tính tình rất là nóng nảy, gặp cái chuyện gì ở trong công việc á hay là nói không được á là về người đầu tiên và người duy nhất chút lên đó là em. Mà em biết làm chuyện gì sai cho nên mới cọc. Dạ dạ tụi em 6 năm cưới nhau thì tụi em nộp đơn ra tòa là hình như 6-7 lần rồi á. Tòa bây giờ là hết giải quyết, là thấy tên tòa tụi đó giải quyết là rồi ạ. Thường là tụi em là lý do gì là cái dạ, chuyện đây dạ, hoàn toàn nặng không, lý do đơn giản như là hỏi không trả lời á, xong rồi cãi nhau cãi qua cãi lại là sáng hôm sau em đi nộp đơn thôi. Bây giờ trong máy tính của em thì có sẵn cái đơn rồi, cái file luôn, cái file luôn đấy. Kiểu nhưng như mà là giải tỏa đến bây giờ thì tụi em công việc nhiều rồi, không có thời gian để giận hờn kiểu đấy nữa nên là cũng bớt đi rồi ạ. Cái chuyện đó là cái chuyện trước đây rồi đúng không? Đó. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ, mong muốn của em nhất là ăn uống, vì công việc stress áp lực nhiều thì mình ăn nhiều vào là để giải tỏa stress, với lại bớt nóng tính. Vợ chồng em á, thực ra là cái lớn nhất bây giờ nó vừa dễ mà nó lại vừa khó, đó là tụi em cùng làm chung một công việc mà hai vợ chồng lại ở trong một công ty như thế. Tụi em là 50-50 trong cái công ty của tụi em. Trong cái gia đình của tụi em vai trò là 50-50. Thành ra là đừng có để cái này nó bị lấn qua 60 hoặc cái kia bị lấn qua 70 thì sẽ rất đi dễ đến xung đột. Mà vâng. Ví dụ như chị nói em là tòa án mà 5-7 lần như vậy rồi, cái đó mình không có giỡn được. Dạ vâng. Đó, mình không có giỡn được. Thành ra là theo chị là giữ được đến như thế này rồi thì giữ cho đến cùng. Thì chúc tụi em hạnh phúc. Dạ. Vâng. Cảm ơn em. Cảm ơn em.